hơi khó khăn một tẹo nhưng mà vẫn đi được cái thằng con thôi. Chào mừng các bạn đến với kênh Siêu Phá Phách. Hôm nay mình sẽ phá thử một cái máy hút bụi mini. Mình mới mua được cái máy hút bụi mini, thấy nó cũng hay hay. Mình như cũ review và phá thử coi nó như thế nào, cấu tạo nó là gì nha các bạn. Thì mình tháo nó ra thử. Nó bằng keo nè. Chà, nhanh kỹ quá. Này bộ máy này chắc cái đầu để thay, nó sử dụng nguồn từ cổng USB nha các bạn. Mình có thể sử dụng từ cục sạc điện thoại hoặc là sạc dự phòng máy tính cũng được nữa, USB của máy tính cũng được nữa. Tháo nó ra. Hôm nay chắc mình xài từ cục sạc dự phòng cho gọn ha. Đây. Chắc đây là công tắc rồi. Không chạy. Không chạy luôn. Thử cái cục sạc dự phòng này của mình thì nó không chạy các bạn. Công ty dự phòng này nguồn ra của nó chỉ có 1 ampere thôi. Giờ mình thử cục khác, hình như là do nó yếu quá, ampere yếu quá cho nên nó không chạy. Giờ mình thử cục nguồn 2.1 ampere. Đây là 2.1 ampere nha các bạn. Không chạy rồi nè. Có đèn nè các bạn. Nhưng mà phải 2.1 ampere nó mới chạy. Giờ mình thử cái độ hút mạnh của nó hay nhẹ, độ hút của nó mạnh hay yếu nha các bạn. Mình thấy thì hơi 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 yếu, không mạnh lắm đâu. Nó có rồi, giờ mình thử với này là đường. Thay vì bụi thì mình dùng đường. Thử coi sao. Ồ. Cũng đi rồi các bạn ha. Khá mạnh đó. Này mình có thấy có hai cái công tắc nè, mà không biết là sao mình mở nó cũng không có gì khác biệt. Đó, cũng khá mạnh. Hết đi đường được. Đường thì hết ha. Giờ mình thử cái khác thôi. Nó chứa trong này. Giờ tháo nó ra, lấy cái đường nó ra coi. Trà chảy tùm lum hết. Đây. Này có cái lớp lưới nha bạn. Rồi giờ mình thử với cái khác ha. Đây là giấy, giấy dụng mình cắt ra. Giờ mình thử với giấy dụng thử coi lực hút của nó như thế nào nha các bạn. Ồ, cũng khá tốt, không mạnh lắm nhưng mà hút cũng được các bạn. Giấy hơi to, anh hút hơi khó khăn chút. Rồi sạch. Tắt. Rồi lại mở ra để mà lấy ra. Tiếp tục với cái nặng đô hơn. Vài con ốc vít. Giờ mình thử hút cái con ốc vít này thử sao ha.
Đầu tiên là với mớ ốc nhỏ này. Ôi đi luôn. Tốt. Ốc nhỏ cũng được các bạn. Ốc sắt, ốc kim loại. Rồi. Tới mớ ốc lớn hơn tí. Rồi, tuốt luôn. Vào luôn. Cũng ổn. Rồi, nặng đô nhất. Mấy con tán. Mấy con đại ốc. Mấy con như thế nào nha. Ôi, đi luôn, hơi khó khăn. Hơi khó khăn một tẹo. Nhưng mà vẫn đi được. Có 1 con thôi. 2. Hơi khó. Rồi, rớt ra lại rồi. Rồi. À, với đai ốc thì hơi khó, nghĩa là cái giới hạn của nó là mấy con ốc này rồi đó. Như là các bạn có thể thấy được cái độ mạnh khi hút của nó rồi ha. Bây giờ tới phần quan trọng. Tháo nó ra coi thử cấu tạo nó như thế nào, gồm những cái gì như thế nào nha các bạn. Tháo ra. Đây đầu hút, cái này là đầu để thay đổi thôi. Đầu chổi để thay đổi. Đây dây. Mình phải tháo này ra trước rồi. Đây cái lưới nè. Cột sơ sài lắm các bạn. Lưới cột sơ sài, chỗ này là dây thun nè. Cái miếng lưới rất mỏng. Giờ mình tháo cái dây thun này ra. Đây. Không gì đặc biệt. Giờ tới phần này. Đây là phần motor chính nè. Có mấy con ốc. Mở ra đây. Thiết kế khá đơn giản nha các bạn, chỉ có gồm có một cái cánh quạt nè, một cái motor, motor nhỏ, motor 3V, motor thường thấy trong đồ chơi trẻ em đó các bạn. Rồi mang dây điện, công tắc, bóng đèn nữa, một cái bóng led chiếu sáng, khá đơn giản, chỉ có vậy thôi. Rồi quá đơn giản thôi các bạn. Giờ mình lắp lại thử được không? Coi có dư ốc hay là gãy miếng nào không ha? Thiết kế cũng không có gì đặc biệt lắm. Đơn giản. Giá thành của nó cũng không mắc lắm nha các bạn. Mình mua có vài chục ngàn thôi. Rồi, cho 2 ốc này vào. Lại cái này thôi. À, chết, quên lưới. Quên cái lưới bọc. Không có cái này là hút vô là tiêu cái cánh quạt. Đẹp đẽ. Giờ gắn lại thử coi chạy không ha. Rồi, hiểu số phận rồi đó. Rồi. Đúng rồi. Lỏng thôi, bị lỏng chân như tê thôi. Cho cục sạc của mình nó hơi lỏng các bạn. Rồi. Đèn khá sáng. Xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn muốn
tiếp tục theo dõi những cái video clip sau của mình thì vui lòng subscribe nhé các bạn. Có thể like và chia sẻ nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.